Thưa quý vị, trong Phật giáo, lễ Bồ Tát vô cùng quan trọng. Đây là một phương pháp giáo dục của Đức Phật nhằm củng cố việc hành trì giới luật cho các đệ tử của Ngài, cũng là nghi lễ định kỳ được diễn ra vào các ngày giữa và cuối tháng âm lịch. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 10 năm Tân Sửu, tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Ban Chứng Minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự 24 quận huyện đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự dự lễ Bồ Tát định kỳ hàng tháng. Buổi lễ Bồ Tát diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật, Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức đã vân tập tổ đường, đảnh lễ chư tổ. Tại Đại Hùng Bảo Điện, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã niêm hương bạch Phật và tiến hành lễ Bồ Tát theo nghi thức thiền môn. Sau khi đảnh lễ chư tổ sư qua các thời đại ở tổ đường, Chư Tôn Đức đã trang nghiêm theo hạ lạp trước chánh điện, lễ Phật sám hối và thỉnh giới tỳ kheo Bồ Tát. Bồ Tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của tăng đoàn nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của tăng, là dịp định kỳ để chư tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh, giữ gìn sinh mệnh của tăng đoàn. Với Phật giáo các quận huyện đều tổ chức Bồ Tát vào 2 ngày mỗi tháng. Riêng đối với chư tăng thuộc các cấp giáo hội tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi tháng đều vân tập về Việt Nam Quốc Tự, trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Bồ Tát chung vào đúng 6 giờ sáng ngày 14 âm lịch mỗi tháng. Trong 3 tháng an cư kiết hạ thì sẽ diễn ra 2 kỳ, ngày 14 và ngày cuối tháng âm lịch. Sau buổi lễ Bồ Tát định kỳ là đại lễ kỳ siêu các nạn nhân tử vong trong dịch bệnh COVID-19 do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.